khuyết điểm của đèn mắt cú là loại rẻ tiền. Thứ nhất là ngàm nó không có vô hết. Hai là phần mặt nạ nó không có được tích. Thở đèn lên rồi. Thứ ba thì đèn thì nó vẫn sáng bình thường, nhưng mà những cái đèn này là bên mình sẽ không bảo hành. Những cái đèn này mình sẽ không bảo hành. Thấy cái đường nhựa của nó không có được khít với lại cái miếng nhựa đen ra phần này nữa, phần trên mặt nạ cũng không được khít. Phần nhựa nhìn rất là thô, ở quá, ghê quá.